Và đây là cầu 4 tổng các bạn. Mỗi bên có 4 cái cây xanh xanh các bạn. Cầu này là cầu 4 tổng trên quốc lộ 80. Và vợ chồng mình sẽ làm video, quay video từ cầu 4 tổng này đến nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Hiệp. Dài khoảng 20 km các bạn. Đây là phần 10 của đường đi từ Sài Gòn đi Rạch Giá, dài khoảng 240 km. Do mình đi lòng vòng ở trong thành phố và lòng vòng ở trên mấy con đường các bạn, nó hơi xa. Còn các bạn đi thẳng thì tầm trên dưới 200 cây. Do vợ chồng mình vừa đi vừa tham quan, vừa chạy vòng vòng của kênh YouTube Vợ Chồng Du Ký của hai vợ chồng mình. Các bạn xem video nhớ nhấn đăng ký kênh các bạn để ủng hộ hai vợ chồng mình. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Và vợ chồng mình xin mời tất cả các bạn cô chú anh chị cùng theo dõi hành trình của vợ chồng mình. Cấm phóng nhanh vượt ẩu.
trấn Thạnh An các bạn. Thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. Thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
trấn Tân Hiệp nha các bạn. Dọc cái đường 80 dọc bờ sông thấy toàn thị trấn không à. Ở đây qua tới thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang nha các bạn. Qua khỏi cầu Bình B này mình thấy là thị trấn Tân Hiệp. Bên phải mình vẫn là một con kênh rất là lớn, hay là con sông gì đó mình không biết tên. Ở bên trái mình vẫn là cánh đồng, phía sau lưng dãy nhà phố này là cánh đồng Mênh Mông Nước các bạn. Thank you.
cư. Đường tương đối là thoáng mát, xe cộ tương đối ít, đường rộng. Sĩ Quyền Tân Hiệp các bạn, thì mình sẽ kết thúc video phần 10 tại đó. Phần 10 này mình làm từ cái chỗ cầu cầu 4 tổng các bạn, trên quốc lộ 80 ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, đến nghĩa trang liệt sĩ Quyền Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, dài khoảng hơn 20 km. Thì mình sẽ kết thúc video tại đó và mình sẽ làm phần cuối ở phần 11 các bạn, từ cái nghĩa trang liệt sĩ Quyền Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang đến cầu Rạch Giá ở thành phố Rạch Giá các bạn. Đi đến cầu Rạch Giá ở thành phố Rạch Giá, còn các bạn đi thẳng vào trung tâm thành phố Rạch Giá sẽ gần hơn, dài khoảng 30 km nha các bạn. Mình chạy đến cầu Rạch Giá và mình sẽ kết thúc video đó. Vợ chồng mình là kênh YouTube Vợ Chồng Vũ Ký. Các bạn xem video nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ hai vợ chồng mình nha các bạn. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí. Và bên trái mình là nghĩa trang liệt sĩ Quyền Tân Hiệp nha các bạn. Cầu Kinh Chính trên quốc lộ 80. Bên trái mình là nghĩa trang liệt sĩ Quyền Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Và đây là nghĩa trang liệt sĩ Quyền Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Và mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn.
đời đời nhớ các anh hùng liệt sĩ. Dạ, mình xin kết thúc tại đây.